Máy sấy Panasonic 6680 về rất là nhiều nha mọi người nha. Anh em để dùng máy sấy nó bền hơn thì anh em nên để mức gió nóng là ở mức trung bình thôi nhá. Không cần thiết phải để ở mức nóng cao đâu. Vì nóng cao thì nó dẫn đến là nóng quá và sử dụng lâu thì nó sẽ nhanh bị hỏng. Vì để nóng nhiều lâu ngày thì nó sẽ dẫn đến nhanh hỏng hơn. Còn đâu nếu mà mọi người để mức gió nóng bình thường ấy thì dùng rất là bền và rất là lâu hỏng luôn. Đấy là kinh nghiệm mà mình được các anh em khác dùng chia sẻ. Máy có tem chính hãng nhé. 6680 2300W.